Nên là mình cũng rất là thắc mắc luôn là tại sao như thế. Nó không hề đắt một tí nào cả. Nó đẹp lắm. Dùng kiểu vô thưởng vô phạt chả thấy có tác dụng gì. Chắc là không hợp với cả da của mình đâu. Không cải thiện được nhiều đâu. Nhìn nó có giả giả nào ấy mà nhìn nó không đẹp. Nhất định là trong cuộc đời một lần mọi người phải thử cái sữa rửa mặt này cho mình. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Như mọi người có thể nhìn thấy ở trên tiêu đề, đây là những sản phẩm mà nhất định mọi người phải thử một lần trong đời. Hay nói nhẹ hơn một tí là thử một lần trong công cuộc skincare của mình nha. Đây là những thứ mà trong vài tháng vừa qua mình đã thử. Và ở trên da của mình là da dầu mụn nhạy cảm, dễ bị bít tắc thì mình thấy vô cùng hợp luôn. Có cả đồ make up, đồ skincare, đồ body care, cả đồ làm tóc nữa. Bởi vì cũng vài tháng rồi mình chưa có chia sẻ về những sản phẩm mình yêu thích ấy, nên là mình hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người sẽ tìm được một sản phẩm chất ái, cũng như là cho những cái sản phẩm này một cơ hội để thử xem là mọi người có thích hay không nhá. Ok, cùng bắt đầu thôi. Hôm nay có rất nhiều thứ nên là mình đã chia những sản phẩm này thành top 2 và top 3 của một nhóm để cho mọi người có thể dễ theo dõi hơn. Và đầu tiên thì mình sẽ nói về make up nhá. Rất lâu rồi mình không có nói về make up nhiều đúng không? Bởi vì thay vì là thử rất nhiều sản phẩm như hồi xưa thì bây giờ mình thử có chọn lọc thôi, và cái style make up của mình thì nó cũng nhẹ nhàng, đơn giản hơn, chủ yếu là thiên về những sản phẩm nào mà nhanh gọn nhẹ. Thì ở đây mình có 3 dạng cushion. Đối với cả người da dầu như mình ấy thì hồi xưa cushion là một cái mà mình rất ít khi dùng, bởi vì mỗi khi dùng xong mà nó hay bị chảy và nó không có giữ được trên da. Bởi vì khi nhắc đến cushion là người ta sẽ nhắc đến là bóng này, rồi là mỏng nhẹ này đúng không? Nhưng mà bây giờ nhá, không phải cứ cushion là phải mỏng nhẹ đâu nha. Cũng có những loại mà dành cho da dầu và da nhiều khuyết điểm. Ở đây thì mình có 3 loại. Đầu tiên đó là một sản phẩm khá mới của Lemonade. Cái này là Super Matte No Makeup Cushion. Cái dòng Super Matte của Lemonade thì hình như đã ra được khoảng 2 cái dòng khác nhau rồi. Nhưng mà cái dòng này là dòng No Makeup Cushion. Thì khi mà mình đọc No Makeup ấy, mình nghĩ là nó sẽ rất là mỏng. Nhưng mà không nha. Khi mọi người dùng, mọi người chỉ cần dùng cái puff đi kèm của Lemonade thôi, mọi người sẽ thấy là nó che phủ được hết tất cả những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt mình luôn. Kể cả những cái vết chấm mụn đỏ này hay là những cái tàn nhang này đều có thể che phủ được hết. Và quan trọng là cái màu này nó rất là tiệp với cả da mình và giữ được cực kỳ lâu ở trên da. Màu này mình dùng là màu A01, là màu light. Trong này đã có SPF 50+ và PA+. Đây là một sản phẩm mà cực kỳ hợp với những bạn nào mà có da dầu này. Mình nghĩ là da khô cũng có thể dùng được bởi vì cái cảm giác ở trên mặt ấy nó không phải là quá lì đâu. Nhưng mà nhìn trên mặt nó tự nhiên mà cái nền nó đẹp lắm. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà YSL. YSL thì sẽ có 2 dòng cushion, là một dòng màu hồng, một dòng màu đen. Cái dòng màu đen này sẽ hợp với những bạn nào mà da dầu đến da thường. Còn cái dòng màu hồng kia ấy, thì nó sẽ hơi có thiên hướng là nó glow hơn một tí. Thì cái này mình thấy là cái độ che phủ của nó mình chấm khoảng 7/10, nhưng mà giữ ở trên da ấy thì 9/10 nha. Giữ trên da rất là tốt, không có bị chảy. Khi mà mình bị đổ mồ hôi ấy thì nó không có bị loang lổ đó. Nhưng mà về cái độ che phủ nhá thì mình thấy là không bằng cái Lemonade này được. Và giá của em này thì sẽ mắc hơn một chút. Nhưng khi mọi người mua cho em này ở trên các sàn thương mại ấy, thì mỗi sàn sẽ có cái ưu đãi khác nhau. Mọi người sẽ tặng quà này, hay là nếu mọi người mua trên TikTok shop thì cũng có quà để tặng kèm cho mọi người luôn. Đây là một cái sản phẩm này mà đã rất lâu rồi mình không có dùng gì của nhà Laneige nữa. Chắc phải đến vài tháng gần đây thì mình mới quay lại để mình dùng những cái đồ của nhà Laneige. Bởi vì hồi xưa là có một lần mình chê đồ của hãng. Mình chê đồ của hãng xong là hãng không bao giờ gửi đồ cho mình nữa. cái đấy là từ rất lâu rồi. Nên là đến lúc mà mình dùng cái cushion, cái dòng này là dòng Neo thì phải. Mọi người biết không, có một cái điểm trừ của cái cushion này, đấy là không ghi một cái gì hết luôn ấy. Bình thường là người ta sẽ ghi thông tin đằng sau đúng không? Nhưng mà cái này thì ngay từ cái hôm mà mình mở ra ấy là đã không có thông tin gì ở đằng sau rồi. Nên là mình cũng rất là thắc mắc luôn là tại sao như thế. Nhưng những bạn nào mà mọi người da dầu ấy, mọi người nên thử cái dòng này nha. Che phủ cực kỳ tốt. Từ hôm mà mình bắt đầu unbox cái cushion này là mình không có dùng foundation nữa luôn mọi người. Mình chuyển sang dùng cushion luôn. Và mọi người biết là da mình thỉnh thoảng nó hay bị đỏ này, hay là nó hay có mụn này, rồi là nó dầu này. Nên là mình thường là chỉ dùng foundation không thôi á. Nhưng đến lúc dùng em này là mình bỏ hết tất cả những loại foundation luôn, chỉ dùng cái dòng này trong khi thời tiết ở Sài Gòn đang rất là nóng. Và cái này có một cái điểm đặc biệt, đó chính là cái puff. Cái puff của nó nhá, nó không phải là một cái bề mặt trơn hoàn toàn, nó sẽ có những cái đường rạch ở đây này. Nên là khi mà mình apply ấy, mình cảm giác là chính nhờ những cái đường rạch này mà cái phần che phủ nó được che phủ tốt
tốt hơn, là một, và hơn nữa là nó cũng thấm bớt đi những cái dầu ở trên mặt mình ấy, tạo nên một cái nền nó lì hơn và nó giữ được trên mặt lâu hơn. Sau khi mà mình dùng cái này xong ấy, mình còn mua thêm 3-4 cái puff này riêng ở trên Shopee nữa, bởi vì mình quá thích cái puff này. Những bạn nào mà da dầu chắc chắn là mọi người sẽ phải có xịt khóa nền đúng không? Ở đây mình có 2 dòng, thực ra là 3 cơ, nhưng mà còn một cái dòng nữa mọi người đã nghe rất là nhiều, đấy là xịt khóa nền của Urban Decay. Nhưng cái dòng đấy đối với mình thỉnh thoảng nhá, tự nhiên da mình nó bị khô ấy, thì mình xịt cái đấy lên xong nó bị bong chóc hết cả make up da luôn. Thì sau hồi đấy là mình không có dùng nữa, mình chuyển sang 2 cái dòng này. Thì cái này mình đã dùng đến chai thứ 3 rồi. Cái này là của Charlotte Tilbury, dòng Airbrush Flawless Setting Spray. Cái này nó được cái là nó vừa giữ được make up lâu này, không có bị đổ dầu nhiều này, và nó còn rất thơm nữa. Tại mọi người thấy là hầu như những cái xịt khóa nền ấy, cái mùi nó rất là kinh, cái mùi nó kiểu ghê lắm, nhưng mà cái này mùi nó thơm cực kỳ. Thì nó sẽ có những cái size cho mọi người lựa chọn, có size nhỏ như thế này để có thể dễ dàng mang đi du lịch, và có cả size to nữa. Nhưng mà nếu mọi người dùng cái này hàng ngày ấy, thì nó cũng hết khá nhanh đấy, nên mọi người mua size to cũng được. Tiếp theo là một dòng mà mình cũng mới dùng gần đây thôi, nhưng mà mình thấy ổn nha, cái này rất là ổn. Đây là dòng Vegan Super Stay Makeup Fixer Glamour Q. Cái này là của Hàn, và không biết là cái hãng này mới ra hay là ra lâu rồi, bởi vì mình mới nhận được cái đồ này hãng gửi khoảng tầm 2 tháng gần đây thôi. Thì có 2 dòng nhá, một dòng là Glow, còn một dòng là cái này là Matte. Thì sau khi mình make up xong mình sẽ xịt cái này. Thực sự là nó giữ được make up rất là lâu nha. Có một hôm mình make up mà hôm đấy trời rất là nóng, đổ mồ hôi rất là nhiều, nhưng mà nhìn nó vẫn ok, khoảng tầm 6 đến 8 tiếng ấy. Nên là mọi người, nếu bạn nào mà da rất là dầu thì mọi người thử cái dòng này nhá. Rồi tiếp theo là top 3 mascara. Mình là một người có thể ra đường không kẻ mắt cũng được, mình không đánh son cũng được, nhưng mà mình phải chuốt mascara nha mọi người. Mình cảm giác như là khi chuốt mascara, cảm giác mình đỡ buồn ngủ hơn ấy, và nhìn mình cũng có sức sống hơn nữa. Thì cái cây này của Clio là Qlash quá là nổi tiếng rồi, hầu như là bạn makeup artist nào cũng có cái sản phẩm này ở trong cái hộp cốp makeup của mình. Thì mình thích nhất là cái dòng mà nắp đỏ, cái thân đen này nha mọi người. Cái này là một dòng mà mình dùng khoảng hơn nửa năm gần đây. Cái này là của Miu. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người nhìn cái đầu của nó này, nó nhỏ xíu luôn á. Thế nên là khi mà mình đưa vào trong cái lông mi của mình, nó có thể vào sát cái chân mi luôn, và nó làm cho lông mi mình rất là cong, rất là đẹp. Và nhất là khi mọi người chuốt mi dưới ấy, cái này siêu đẹp luôn. Còn cái này cũng là một sản phẩm của Glamour Q, mình cũng mới dùng được khoảng 3 lần thôi. Ôi nhưng mà nó thích thật mọi người ạ. Tại vì cái lông mi của mình nhá, mình dùng một vài hãng rồi, thì mình thấy là nhiều cái hãng ấy, mình dùng xong phát là nó thẳng đơ ra luôn, và nhìn nó không đẹp ấy. Mình thích là nó phải cong và nhìn nó phải dày. Đó, thì đây cái cọ này thì nó lại khác hoàn toàn với cả cái cọ của Miu luôn, đúng không mọi người? Nó hơi giống cái cọ của Qlash một chút, và nó giữ được rất là lâu ở trên mắt nhá. Đó, đây là top 3 của mình nha. Tiếp theo nói về skincare, sữa rửa mặt. Ở đây mình có top 3 nhá. Và nếu mà trong cái top 3 này mà mọi người không biết là mình nên thử cái nào, highly recommend mọi người ơi, nhất định là trong cuộc đời một lần mọi người phải thử cái sữa rửa mặt này cho mình, bởi vì nó không hề giống bất kỳ một loại sữa rửa mặt nào mà mình đã từng dùng trong cuộc đời này. Tức là cái này nó gọi là Elixir Clarifying Warm Cleanser. Mình đã nghe thấy chị Trinh Neo nhắc đến sản phẩm này một lần rồi, và chị ấy kiểu rất là kiểu thần thánh cái sản phẩm này. Nhưng mà đến lúc mình dùng mình mới hiểu tại sao. Tức là cái tên của nó là Warm Cleanser. Khi mà dùng thì mọi người sẽ dùng ở trên tay khô và mặt khô giống như là dầu tẩy trang vậy, nhưng mình không có cần nhũ hóa. Và khi mà mọi người chỉ cần bóp ra tay thôi, sau đó là mọi người đã cảm thấy là nó hơi ấm ấm ở trên tay rồi. Và khi mà mình bắt đầu massage lên trên mặt ấy, trời ơi, cả một ngày dài mọi người đi làm, mọi người chỉ cần cái cảm giác đấy thôi là mình cảm thấy thư giãn vô cùng. Nó kiểu hơi ấm ấm ở trên mặt, xong mình cứ massage tiếp là nó sẽ kiểu ấm lên. Và hãng nói là cái này thứ nhất là để tạo cảm giác thoải mái, và thứ hai là nó sẽ giúp kiểu lưu thông máu ở trên cái da mặt của mình ấy. Và khi mà mình dùng thường xuyên, mình dùng trong thời gian dài thì nó sẽ làm cho da mặt mình hồng hào hơn. Thì thực ra mình cũng mới chỉ dùng được khoảng tầm 2 tuần gần đây thôi, nên là cũng chưa cảm nhận được là nó hồng hào như thế nào. Thế nhưng mà chỉ riêng cái cảm giác thôi, cái cảm giác nó rất là luxury ấy mọi người. Elixir thì không phải là một hãng quá đắt đâu. Mình nói thật là đối với cả cái chất lượng của hãng ấy, thì cái giá của sản phẩm không hề đắt một tí nào, nên là nhất định là mọi người phải thử cái này nha. Tiếp theo, mình đã dùng đến 3 tuýp này rồi của LRV. Nó là một cái dạng sữa rửa mặt tạo bọt, và thực ra thì nó cũng không phải là có một cái gì đấy quá đặc biệt, nhưng mà khi mình dùng xong thì nó tạo bọt rất là mềm ở trên da, và sau khi rửa xong thì mình cảm thấy sạch nhưng mà nó hoàn toàn không bị khô. Mình thấy là cái này sẽ hợp với rất nhiều loại da
da ấy. Bởi vì cái này là nằm trong cái dòng chuyên về HA của hãng nên là nó sẽ cấp ẩm cho da rất là tốt, mà sau khi rửa mọi người sẽ không cảm thấy là bị căng hay là bị rát gì hết. Đến bây giờ mình dùng đến cái thứ ba rồi thì mình thấy là nó dễ dùng và ai cũng có thể dùng được cái dòng này hết, mà giá của nó thì cũng không phải là đắt. Tiếp theo là một cái dòng mà cái này là cả mình cả ông Thành đều dùng chung luôn và ông Thành cũng rất là thích cái dòng này. Đây là dòng Mung Bean pH Balance Cleansing Foam, cũng là một sản phẩm gọi là sữa rửa mặt, nó ghi là cleansing foam có nghĩa là sữa rửa mặt dạng bọt đấy. Thế nhưng mà cái này mình thấy là nó không ra bọt nhiều lắm đâu. Khi mọi người bóp ra nhá, mọi người sẽ thấy là nó có một cái texture đó như kiểu là dạng kem ấy, và khi mà mình massage lên trên mặt thì nó không tạo ra quá nhiều bọt nên là lúc mà massage trên da nó làm mềm da của mình. Và ở trong này nó có những cái như kiểu là hạt đậu xanh người ta đã nghiền rồi nhưng mà nó rất nhỏ và cái mật độ của nó rất là ít thôi nên là mình sẽ không cảm thấy là nó bị đau hay là bị rát hay là tổn thương cái bề mặt da nhá, mọi người yên tâm. Đấy, đây là một sản phẩm của Biplane này. Cái này mình thấy cũng là một cái đáng thử đấy và dễ dùng. Thì đây là top 3 sữa rửa mặt mình dùng trong thời gian gần đây. Top 4 các loại serum thì ở đây mình có cả những cái brand mà nó mắc tiền hơn một xíu, những cái brand mà nó rẻ tiền hơn một chút xíu. Thì thực ra đối với mình ấy, đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là nó có hợp với da mình hay không. Thì đầu tiên mình có ở đây là một dòng serum gọi là mới ra mắt thôi, đó là The Serum của Elixir. Thì tại sao mình lại nói về cái dòng này, tại vì mình mới dùng được khoảng 2 tuần gần đây thôi nhưng mà mình thấy là nó rất là ổn đấy mọi người. Nếu mọi người hỏi là cái này có tác dụng gì thì nó có tác dụng toàn diện luôn, tức là vừa làm sáng da này, vừa săn chắc da này, vừa thu nhỏ lỗ chân lông này, rồi là nó chống lão hóa cho da nữa. Thì khi mà mình đi cái hội thảo của Elixir và mình nghe người ta nói về cái công nghệ mà người ta tạo ra cái sản phẩm này, có cái thành phần nó gọi là Poreximide, có nghĩa là nó sẽ tái tạo cái màng đáy là chỗ mà ở giữa chân bì với cả biểu bì để làm thế nào để cho mình có một cái màng đáy nó khỏe mạnh hơn, nó không bị hư tổn, thì da mình nhìn nó sẽ săn chắc, khỏe mạnh, hồng hào hơn. Và nó đã được chứng minh là sẽ có tác dụng là nhìn da mình hồng hào và tươi hơn sau một đêm. Và đến bây giờ là từ hôm mình bắt đầu mang cái chai này về là mình bắt đầu dùng liên tục luôn, thì mình thấy là công nhận là da mình nhìn nó tươi hơn thật. Mặc dù nhá, mấy đêm nay là mình không có ngủ mấy, mình ngủ rất là ít, mình thức khuya, mình stress, nhưng mà sau khi dùng cái em này xong, sáng ngủ dậy da mình nhìn nó vẫn rất là hồng hào và thực sự là nó rất là thích luôn mọi người. Và có một điểm nữa mà mình nhận thấy từ cái packaging của hãng, đó là mình dùng những cái sản phẩm skincare ấy, thì tay mình nó sẽ hơi có kiểu cái vân tay đúng không, tại vì dùng xong nó hơi kiểu dính dính, thì khi mình chạm vào đây này thì nó hoàn toàn là biến mất cái vân tay đấy luôn, nên nhìn cái chai serum bao giờ nó cũng rất là sạch sẽ. Và mình nói mọi người rồi là tất cả những cái sản phẩm của Elixir thì giá so với cả chất lượng ấy, nó không hề đắt một tí nào cả, và so với cả cái dòng kiểu luxury ấy, thì nó cũng không phải là một sản phẩm quá đắt tiền đâu. Tiếp theo là sản phẩm vitamin C, cái này mình đã nhắc đến trong rất nhiều video rồi, đến bây giờ chắc mình dùng phải đến chai thứ 5, thứ 6 rồi ấy, và mình vẫn dùng. Có những lúc mình đọc comment của mọi người trên TikTok hay là ở đâu đấy, mọi người có nói là cái này dùng kiểu vô thưởng vô phạt chả thấy có tác dụng gì. Nhưng mà thực ra đối với một người mà da mình rất là nhạy cảm, việc chọn vitamin C rất là khó luôn, bởi vì có những loại nó làm cho da mình cực kỳ kích ứng, nên mình chỉ dùng những cái loại nào mà mình có thể dùng được một thời gian lâu dài và nó có tác dụng dần dần. Thì em này của Goodle chính là một cái chai mà mình đã dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần rồi, và cứ kiểu gì mình vẫn sẽ phải quay lại để dùng cái em này, bởi vì nó không làm cho da mình bị breakout này, không bị mụn sau khi dùng này, và cảm giác dùng trên da buổi sáng ấy rất là thoải mái, không hề bị dính, và nó có tác dụng làm sáng da, làm mờ vết thâm từ từ nha mọi người, nó không có tác dụng kiểu một sớm một chiều hay là dùng hết một lọ có tác dụng đâu, cái này phải dùng lâu dài. Tiếp theo là một em serum của Pond's, em này thì có cả buổi sáng cả buổi tối nhưng mà mình thì hiện giờ đang dùng lại buổi tối này thôi. Em này thì là dòng Age Miracle Hacin Retinol, bởi vì mình là một người nếu mình dùng retinol ấy mình rất dễ bị nổi mụn, tức là người ta bảo là dùng cái này đẹp lắm, cái đẹp lắm, mình cứ dùng là mặt mình bị lên mụn luôn. Nên khi mà mình dùng cái dòng retinol này này thì mình lại thấy là nó nhẹ nhàng, nó phù hợp với cả da mình đó, và mình thấy là sau khoảng một tuần sử dụng nhá là thấy da nó sáng hơn và nó mềm, nó mướt hơn rất là nhiều. Thì mình hiện giờ chỉ đang dùng cái loại buổi tối thôi, còn buổi sáng thì để mình dùng hết cái lọ này đã, mình thử kết hợp và xem cả hai cái xem nó kết quả tốt hơn không. Nhưng mà mình dùng thì mình thấy là loại này ok đấy, mà giá thì lại còn tốt nữa. Với những bạn nào mà chưa dùng retinol bao giờ ấy thì mọi người nên thử nhá, mình sẽ kiểu adapt da mình dần dần vào ấy, sau đó thì mình có thể dùng những cái loại mà cái phần trăm nó cao hơn một chút xíu. Còn đây là serum mắt của Elizabeth Arden. Elizabeth Arden thì nổi tiếng với cả những cái dòng dưỡng serum ở trong cái viên nén, viên nhộng như thế này. Cái này nó sẽ giúp là đảm bảo cái sự tươi mới của thành phần ở bên trong. Và khi mà mình dùng thì mình sẽ vặn nó ra như thế này, sau đó là mình sẽ bóp cái phần tinh chất ra. Thì mình thấy là cách này nó cũng rất là dễ để mang đi, kiểu đi du lịch hay đi đâu đấy. Và thứ hai là mình thấy là cái thành phần nó cũng đảm bảo. Ở trong này thì sẽ có là ceramide này, làm cho da mắt của mình nó sẽ được cấp ẩm nhiều hơn. Để mà nói về che quầng thâm hay là cải thiện nếp nhăn thì mình nghĩ là nó sẽ không cải thiện được nhiều đâu, nhưng mà dùng cái này trước
lúc khi mà mình dùng kem dưỡng là bước cuối cùng ấy thì mình thấy là ok, tại vì cái chất của nó cũng rất là mỏng thôi, nên mình khi apply lên mắt ấy thì mình thấy là nó sẽ vừa đủ để nó thấm vào trong cái phần da mắt này, là cái phần da rất là nhạy cảm. Kem chống nắng, kem chống nắng vạch đỏ này thì mọi người không còn xa lạ gì nữa đúng không? Trời ơi, mình thấy cái này cũng nhiều người khen mà cũng nhiều người chê, nhưng mình thấy là khen nhiều hơn, bởi vì với cái giá tiền của một sản phẩm của L'Oreal mà dùng, mình thấy là càng ngày cái dòng vạch đỏ này nó lại càng cải tiến tốt hơn. Có một thời gian mình dùng cái vạch đỏ ấy, mình cảm giác là nó hơi sót trên da một tí, nhưng mà đến bây giờ cái dòng mới nhất này thì mình thấy là ở trên da của mình ổn nha, không có vấn đề gì hết, mà nó được cái là nó rất là nhẹ ở trên mặt, nên là mọi người sau khi mà nó đã set ở trên mặt rồi ấy, mọi người có đeo khẩu trang hay là mọi người có làm cái gì thì nó vẫn ở trên mặt rất là thoải mái, thì được cái là cái cảm giác ở trên da rất là thích này. Và những cái công nghệ, những cái màng lọc đã được áp dụng ở trong này đều là những màng lọc tiên tiến và tốt nhất, nên là từ một cái tập đoàn rất là uy tín, mọi người có thể yên tâm sử dụng cái dòng L'Oreal vạch đỏ này. Còn cái dòng này của Veli Veli, không biết là có nhiều bạn biết đến hãng này chưa, bởi vì đến khi mà mình đi sang Hàn cái lần gần nhất là khoảng mấy tháng gần đây ấy, thì mình mới biết cái hãng này. Thì đến lúc về Việt Nam thì mình biết là hãng này cũng bán ở Việt Nam rồi. Và mọi người nhìn nhá, cái dòng này lại gọi là Tone Up Sun Serum. Chưa bao giờ mình dùng một cái dòng gì mà chống nắng mà nó như thế, mà mình lúc đầu mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp với da dầu như mình, thế nhưng mà đến lúc mà dùng rồi thì mình mới thấy là wow. Mọi người thấy cái texture của nó lạ đúng không? Nhìn nó rất là lạ, mà nó như kiểu là có một cái loại bột gì đấy ở trong này, nên là mình cứ nghĩ là chắc là không hợp với cả da của mình đâu, tại vì nhìn nó cái bột bột ấy, xong rồi nó lại còn hơi ẩm ẩm khi mà mình massage lên. Đó, mọi người thấy không? Là nó sẽ tan những cái bột đấy ra và nó sẽ tạo thành một cái lớp gọi là nâng tông ở trên da mình, và nó nâng tông rất là đẹp nha. Mọi người thấy không? Trời ơi, này, không để lại vết hay là cái gì hết, mà mọi người biết là cái cảm giác mà mình massage trên mặt này xong nó cũng càng ngày cái da mình nó càng trắng lên ấy. Ui, thích cực ấy, mà cũng rất là thơm, thơm nhẹ nhàng. Cái này mình nhớ là nó có chiết xuất từ bưởi nên là nó sẽ làm cho da mình trắng hơn nữa, chứ không phải là chỉ là kiểu bôi trắng lúc mà dùng đâu, mà trong quá trình mình dùng về lâu về dài thì da mình nó cũng có sáng lên nữa. Và mình nhớ là cái lần gần nhất mình dùng cái em này, mình chỉ dùng em này thôi ở trên mặt, và mình đi ra đường cái hôm đấy rất nhiều người khen mình là ui sao da đẹp thế, kiểu căng bóng mà nhìn nó đẹp thế. Tại vì da mình da dầu, một khi mà ai mà khen là căng bóng ấy, là mình phải nhìn lại vào gương ngay xem mà nó là căng bóng hay là bóng dầu. Nhưng mà cái này ấy, lúc mà mình dùng nó tạo độ ẩm vừa phải ở trên da, kể cả khi mà da mình bắt đầu tiết ra một chút dầu ấy, thì nhìn nó vẫn rất rất là đẹp, một lớp finish cực kỳ hoàn hảo luôn. Đến thời điểm này mình thấy là em này là một cái em mà có một cái texture nó kỳ lạ nhất, thế nhưng mà dùng trên da lại cực kỳ mê luôn nha mọi người. Nó bóng khỏe mà nhìn nó hồng hào, xong rồi nó đẹp lắm. Nói về tóc nào, mình kể cho mọi người nghe, từ đợt mình sinh xong 3 tháng cho đến tận hồi 1 tháng rưỡi 2 tháng trước đây, tóc mình mỗi lần gội ấy nó vẫn rụng từng này, tức là nó rụng từng này này, và mỗi lần gội xong mình rất là đau khổ. Mặc dù là mình đã làm một cái video nói về việc là mình sắp bị hói ấy, và mình đã sử dụng những cái sản phẩm xịn để nó mọc tóc lên nhiều rồi, thì đúng là nó có mọc lên, thế nhưng mà rụng thì nó vẫn rụng nha, tức là cái gì mọc thì nó vẫn mọc mà cái gì rụng thì nó vẫn rụng. Nhưng đến khoảng tầm gần 2 tháng gần đây thì mình thấy là nó đỡ rụng hơn nhiều, và mỗi lần mình gội ấy nó chỉ rụng kiểu khoảng một vài sợi thôi. Và đấy là một điều làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong cái routine của mình có một vài thứ thay đổi ở đây, mình muốn recommend xem bạn nào có hợp hay không nhá. Tại vì thực ra rụng tóc nó cũng kiểu do cơ địa ấy, nên là mình cũng chỉ recommend thế thôi, không biết là có bạn nào hợp hay không. Thì cái này là cái serum dành cho da đầu của Davines Energizing Super Active Serum for Scalp and Hair Prone to Falling Out, có nghĩa là dành cho những cái da đầu cũng như là tóc mà dễ bị gãy rụng. Thì đây, nó là một cái chai serum như thế này, và cái pump của nó kiểu siêu to khổng lồ luôn. Mỗi lần mình chỉ dùng hết khoảng nửa pump này là mình đã hết cái đầu mình rồi. Và trong này nó có một cái thành phần nó như cái bạc hà ấy, và trà xanh hay là tràm trà gì đấy, nên là cái lúc mà mình dùng ở trên đầu nó tác cảm giác rất là mát và không có bị bết ở trên da đầu. Tức là mình gội xong này, mình sẽ lấy một pump hoặc là nửa pump mình dùng ở trên da đầu, sau đó mình massage, sau đó mình mới sấy tóc nha mọi người. Đó, thì có cái này mình cho thêm, mà từ hồi mình dùng cái này mình thấy nó đỡ rụng hẳn luôn. Và kèm theo đó, đúng đợt đấy mình cũng đổi dầu gội luôn, mình đổi sang cái dòng Kerastase này. Tức là hồi xưa ấy thì mình có dùng cái dòng này rồi, thì mình thấy là nó cũng đỡ rụng, nhưng mà chỉ đỡ rụng một chút ít thôi. Thế nên mình nghĩ là đấy là kiểu do cả hai cái này kết hợp vào với nhau ấy. Tức là cái dòng hầu hồng này của Kerastase thì đã rất nổi tiếng với là cái giảm rụng rồi, nhưng mà mình thấy là kết hợp thêm cả cái này nữa thì nó kiểu bộ ba, làm cho tóc mình nó đỡ rụng hơn rất là nhiều. Thì từ đầu mình đã nói là những sản phẩm mà mọi người nên thử trong đời thì nghe nó kiểu đao to búa lớn thế thôi ấy, nhưng mà mình nghĩ là những cái này là những cái mà rất là dễ dùng, và đối với mình là mình thấy có tác dụng. Nó không phải là có tác dụng ngay, thế nhưng mà
dùng về lâu về dài và cái cảm giác ở trên da, ở trên người rồi có hiệu quả rất là tốt, nên mình rất muốn recommend cho mọi người. Nếu mà mọi người đã dùng những sản phẩm này rồi hay là mọi người cũng có một cái sản phẩm mà muốn cho những người khác ai cũng nên thử thì comment ở dưới cho bọn mình biết nhá. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.